Đây, em lột trái me cho các bạn coi nè. Cái này còn xanh. Cái bình nha. Nè các bạn. Chết rồi. À, tới nóc rồi. Quang cảnh của hồ nè. Hồ này hồ của anh Linh nha các bạn. Người ta hay gọi là hồ đất đường 17 á. Hồ anh Linh là hợp với anh Linh. Hay với anh Linh vô câu lên nhiều cá ghê. Hồ anh Linh mà, anh của anh Linh. Hồ rộng ghê luôn. Đâu, coi bóp bụt mồi coi. Thầy chưa thấy nào có mè mà bóp mồi gì luôn á Linh. Nhưng mà nó thích. Nghĩ sao cá, cá nó thích là được rồi. Em xuống mình... nó ăn liền. Thấy chưa, nghĩ sao cá nó thích nó ăn liền là được rồi. Ủa, cần chỉ cục mồi cho đẹp. Mồi cho đẹp mà ngồi móp cũng vậy. Không, mày bóp vậy là đẹp rồi, tàu hình quá chuẩn. Giống không, giống không? Giống. Giống không, y chang quá. Có đầu, có đuôi đàng hoàng. Giờ nó bóp kiểu đó luôn kìa anh nghĩa. Nó có đầu, lại thì gắng bắt con mè bò nha, mè 15kg nha, lùi lên xuống dưới luôn. Bảo lên lên cá nè các bạn. Cá gì Linh? Cá mè. Ừ, cá mè trúng dí vậy. Mè đớm. Vớt hay dở luôn. Vớt dở đi. Để video nó vớt đi. À, đứng tuốt trên vớt xuống dưới nè các bạn. Tới không, tới không? Cá mè này. Cá mè hoa, không tới rồi. Đậu phọc. Lên luôn đi Linh. Nó móc nhiều mà. Rớt. Đít. Mồi mồi cá mè không mỏng. Đít không? Cá nhỏ mà dở. Giờ dở chứ biết sao giờ, vợt nó không tới. Không, không tới hả? À? Móc tới mấy móc lần mà. Được không? Được. Anh sợ nó bung á. Nó mà bung một cái là nó bung hai cái đó. Anh Nghĩa cầm dây lôi lên được. Thôi, thành một cái rồi dở đi nhỉ. Đừng cho lỗi, đừng cho dãy, dở thẳng lên luôn. Đúng rồi. Con này nhị hiệu mà. Đó, ba cái. Ừ, tính ra cũng rồi, được chứ, vậy, được vậy, chứ vậy, bộ. Rồi, có mỏ đó. Ừ, rồi, nhỏ cái. Đó. Có cá hả? Được, có mồi, có mồi. Con cá nha các bạn. Mẹ hoa chứ không phải mày ấy. Người đốm, người đốm đốm nè. Người đốm đốm nè các bạn. Con nhúc dí hả? Nó cũng dầm bò luôn em, nhưng mà cái môi môi như cái gà. Rỡ Linh. Từ. Nhiều lưỡi lắm à. Cái mũi mỏng dính hả? Linh chưa gặp. Trước dưới hồ còn không, dưới em có thằng đút vô lập nguyên. Không, đụng lần là trời. Rồi nha các bạn. Má em lên được. Ôm cá rồi. Cái đuôi á. Cầm cái đuôi à. Rồi tuyệt vời nha các bạn. Con đầu tiên nha. Rồi bung cần nữa đi. Đánh đi Linh. Em đánh gần hả? Chơi luôn hả? Cần, cần này hình như dính gì nó rỉ rỉa nè. Cái phao đỏ à. Rồi Linh nó bóp cùng mồi xấu ơi xấu mà nó cũng lên cá nữa nè các bạn. Cần cái cùng mồi cho đẹp. Cỡ đó, lứa. Cỡ đó luôn à. Rồi cũng mắc chổng vậy luôn. Người ta có câu em so gì nãy dở luôn. Cá. Đừng có cho nó dậy. So chuối cái cần xuống Linh. Cho nó chạy đi rồi em chuối cần. Người ta có câu cá mè một lứa mà. Rồi khoái mồi. Ờ, xúc rồi, xúc rồi. Xúc, xúc, xúc. Dớt đi, tét, tét mỏ rồi. Có con tỏi đâu. Xúc cái mỏ ra hả? Ừ, cái xúc cái kia là dở mà được. Con này cũng bằng con nãy à. Cá mè một lứa. Vậy chứ giờ em cho nó chạy nữa rồi, móc móc giỏng lại á. Thấy cùng mồi xấu xấu không? Cùng mồi thấy gớm mà lên cá. Bình thường thiệt. Đừng có chê nó xấu. Vô xấu lên cá thì. Ủa con Bi không xuống đâu không cầm vợt luôn à. Cục mồi, cục mồi mà nó y như cái cục ấy. Như cục xích đúng không? Bởi vậy đâu mà nó mới mê. Trời ơi, nó nhìn thấy nó mới mê. Cái bài cái mè vô đây nè, em thấy chim không? Mới nói nhỏ dứt câu xong nhỏ bên cần. Thấy cái bong bóng không? Đó. Đó là bong bóng cái mè đó. Quýnh ngay đó đi, nó mới ăn ngay đó. Cái mè nè các bạn.
nó xúc cái lưỡi trên lưng ra rồi. Giờ mà nảy lên là nó bứt cái lưỡi mỏ. Mỏ nó mềm. Mỏ thịt mà. Lon cái giọt xuống cho anh Tâm. Đâu cái giọt đâu. Người đâu rồi? Anh đưa em đi. Tân điên. Mày cứ lo con cá đi. Sụp rớt rồi chúng ta. Đấy chưa? Bây giờ. Chạy dữ vậy ông thần. Nhắm nó lên đừng cho nó xuống nước. Ừ, nhắm nó lên. Nó thấy thằng bi nó buồn á. Nó chạy. Ừ, em nhắm nó lên vậy nè. Tôi giật luôn. Vớt cá là khó. Vớt cá là khó hơn câu cá luôn. Này anh Nghĩa cầm lên đi. Rồi, okay. Cho luôn qua đó luôn. Từ từ để em xả nhợ cho rút vô chứ mình lòn hay quá. Rồi, lên cá nha các bạn. Hôm nay ngày của Linh đó. Rồi, dao cần thì cho lên luôn nha. Hay quá ta. Phải rồi, sướng. Sướng, sướng, sướng. Sao? À, để kéo lên hả? Linh gỡ ra đi, để anh cứu bạn coi. Để máy quay thế. Chú nó vớt cá, nó đứng bị dính dưới luôn rồi. Ủa, sao lên được hả? Lấy cây... Em đu từ từ lên, em đu cái nhánh cây Legima nè. Linh à, trời em ơi, rồi ra đi. Ủa, nó dính ra rồi. Này ra nè. Em dính em bám từ từ đi lên, cái gì đâu. Rồi. Trời ơi, sao mãi được em đu cái nhánh này cây nè. Cho đu cái nhánh cây lên mai. Ông nhích cái chân kia lên cái thang đi Bi. Sao mà rớt xuống được mà rớt. Ông ấm nhắc mà ông tưởng ông nặng lắm á. Đó, đó. Ừ. Rồi mày đu từ từ lên. Quá. Má mẹ gì. Má sợ ướt điện thoại. Nó rớt ra cái vui luôn. Thôi em bóp tiếp nè. Đừng giẫm nó, cái đó mục á, mục Bi. Tì thôi. Mất vào rồi đúng không? Ừ, dính rồi đó. Dính con nữa nè các bạn. Thằng này là anh Nghĩa nha. Cô dính hoài thì chết rồi. Phòng ngoài kia nó đá nữa kìa. Con này bự hơn không anh? Đó, vậy. Thôi giờ mình nhích lên luôn. Cá tầm đó không mà ha. Thôi giờ mình gom lên mình đánh một cần thôi. Cá nhiều quá giờ sao? Con này cũng dính có mình cái mép à. Nhích đại đi anh Nghĩa, chảy chảy à. Hay sao? Tới không Bi? Nào nắm cái chân của ông Bi á. Không, tới. Anh cho nó ra ngoài rồi, không có vào xuống. Rồi cứ thọt đi, anh kéo cái đầu lên. Anh phải kéo mới có cái thở này nó vô. Con hạ nó xuống lại vô. Không tới. Cô đợi đi. Rồi vớt. Sẽ nhấc nó lên. Vớt. Vớt luôn, vớt vô. Cắn cái đuôi. Rồi xóc cái đuôi vô. Nóng cái giò của ông Huy á cho nó. Rồi lên. Vô cái đuôi á được. Nó không chịu vô cái đuôi. Rồi, lượm rồi Bi. Rồi. Con này là bự hơn hai con nãy à. Nó chịu ăn bom. Nó chịu ăn bom mà. Cái bè thích ăn bom mà. Bom với táo em chọn cái nào? Cái này thì hồ hay quá. Rồi rút vô luôn đi, rút vô luôn. Hay quá anh Nghĩa ơi. Đánh 3 cục 3 con chết rồi. Thôi bỏ đi. Để chứ người ta đánh đầy đâu chứ. Người ta đã nằm mầm nó dính đâu. Rồi, ai Linh lấy cái khăn ấy nó ra.
Linh, cái khăn đâu? Rồi, thêm một chai ngành nữa rồi. Cái chai ngành tao bắt cá cho Linh. Thấy rồi. Chai ngành tao bắt cá khác liền. Cá nãy giờ anh em mình câu nè, được 3 con rồi, 3 con gấp mè. Tầm ký à. Con ếch đây nè. Quý ếch. Em tính tẩu hả mày? Vô đi. Rồi tiếp tục. Anh Nghĩa hồi nãy có bóp cục ngồi giống Linh không mà nó lên cá hả? Quý Linh. Bóp cục ngồi tiếu. Con kỳ nhông nữa bạn. Dạng ghê không? Ra lùm con vé của ta ra đứng ăn vậy hả con? Ăn một con thôi nghe. Rồi nó chạy rồi. Chạy từ đây để bao vé đây mà chạy ra nó ăn. Này câu lý tưởng ha, ở trên có bóng cây. Đang đá phao nè các bạn. Này chắc cái dính dở lên. Đó. Nó đá bằng mỏ đó. Có chừng đầu đá này. Nó đang liếm. Liếm nè. Lắc đầu lên phao ngay đây nè các bạn. Nó lên tiên. Có bậy luôn ha. Bậy cái mày đi bậy. Cục mồi huyền thoại của Linh là nó cạp cái đuôi không à. Chưa dối lưỡi. Nó phải ăn hết cái đuôi nó mới tới cái lưỡi. Rồi dính nữa anh. Rồi dính nữa. Trời ơi dính nữa. Đấy, con này cũng nhỏ nữa, nhỏ hơn ba con nãy. Đây là trời. Bắt liên tục gì chết tôi rồi. Các bạn. Dớn cá đừng dớn ốc bi. Rồi ra. Rồi lụm. Giữ cái người lại coi lên. Nó phải vô cái đuôi mới được. Mẹ cái giật cho nó con không. Rồi chơi lớn luôn rồi, chơi lớn luôn rồi. Rồi, lụm. Rồi, một con lưới nha các bạn. Thiệt em thấy giờ cá khó hơn câu cá đó anh Nghĩa. Không được, cái đấy là nó không tới. Linh nó cầm cái chân em để em thò cái đầu ra ngoài luôn. Rồi dính cá rồi thả chân em ra luôn. Đúng anh Nghĩa, giờ cá khó hơn câu cá đúng không? Giờ cá cực quá. Xả dây luôn. Xả dây luôn, đưa vô trong gỡ đi. Rồi, dễ. À cái này có cục chì chạy rồi nè. Dễ đâu rồi, dễ đâu rồi. Đứng im. Ủa, có ra chưa? Chạy cũng hết, còn không. Nó ra rồi. Rồi, thọt vô men, nắm vô cái men. Xúc rồi phải không? Nắm vô dưới nè, ngón cái, ngón kia bò đi. Hai ngón á. Ừ. Rồi, cái chừng lưỡi, cái chừng lưỡi. Lưỡi lên ơi. Đó, đúng rồi. Đó, món kia móc vô, ừ. Đó. Bắt đầu có kinh rồi đó. Kinh à. Bây giờ qua sảy xuống vô. Cái này 4 con hả? Bỏ trong đây nó có ngọt không anh Nghĩa? Không. Chút chết luôn. Chút chết queo luôn hả? Có cái vỏ ngoài về, cái vỏ ngoài lấy rộng với hồ á. Nó chết chứ nó không có ngợp. Thôi rộng ngoài trống đi, rộng xuống hồ leo lên leo xuống. Cái chặn nó mới chì cái vòng nhỏ lại, hiểu không? Rồi cái cục chặn nó dưới nè, cái này là cục chặn nè. Chặn nè.
để nó chặn cái này nó neo, còn cái kia là nó neo như nó neo tam giác như vậy, như kim tự tháp vậy đó. Chứ mà cái móc mua là mua nó một bộ chị nó này, nó phải là chị chạy nè, nó phải chạy lọt qua cái cục chặn ở trên đó, còn cục chặn nữa. Ok. Trời ơi. Bày về giờ quýnh sao? Thôi né cái bầy đó ra đi. Đánh chơi chơi về cả bầy luôn. Nó nghe mùi á. Cá nó nghe mùi. Cá mè là càng quýnh cái mùi nó chịu là càng quýnh càng vờ. Về cả bầy luôn kìa. Tim nó tim quá trời luôn. Cá mè là càng quýnh nó càng vô. Đây này quýnh cần tay vui nha. Thấy cái tim nó lên thấy ghê luôn kìa. Vậy mình vẫn bốn chứ nhỉ, hai cần mình có nhúc nhích đâu. Ừ, hiểu. Vậy chút hai cần đó mà bụp chấm trôi ngon lắm á, chút chiều về. Đúng rồi, hai cần đó không dính là gọi là móm hay gì nữa. Mình đâu có dính đâu nha, mình móm chứ nha. Mình chỉ là giật ké thôi. Ké thôi mà. Tính nào vẫn buồn. Cái cần, mấy cần. Mày mới chỉ bụp với bụp nè. Còn đó đó. Tim đi á, tim chạy. Tim ngoài đó biết con gì không? Con gì? Tim chép á. Cá chép hả? Cá chép tim nhỏ hơn không? Ờ, tim nhỏ mà nhâm 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 nó đi. Còn mà tim mà một bong bóng mà bong bóng đơn mà bự á, lên á là Rufy. Là Rufy. Còn ngón tay nhỉ. Còn ba bốn cái bong bóng là cá mè. Ừ, bong bóng mà nhâm nhâm nhỏ lên đó là cá mè. Dơi hơn. Còn mà đi đều hết luôn là cá chép. Nhuyễn nữa là cá chê. Nhuyễn mà kéo một đường dài á là cá chê. Cá chê, đúng rồi. Em câu hồ cá chê nhỏ nhỏ hay đi theo cái tim đó đó. Đây nó đang kéo về là ném trước nó 2 mét. Ném trước chặn đầu nó là nó bò lại nó lụm luôn à. Đúng rồi, em câu cá chê hay có chiêu chặn đầu đó. Mình ngồi đây ngược nắng quay không đẹp lắm ha. Mà không sao, có cá là được rồi. Đi bào cá chê ra lượm, em bào tim. Tim dễ ăn hơn là móng. Liền ra ngay cái đầu tim đó, cái đầu nó bò tới đó, cái đầu đè pha quýnh luôn vậy chứ thôi, cần xả mồi. Đó là quýnh theo tim. Quýnh đón à? Ừ, quýnh đón đầu á. Để cái chép nó đi kỳ lắm, nó đi từ từ, nó điềm đạm lắm. Chứ nó đi ăn, nó đi ủi ba cái đất sét rồi, tim cái bãi nào láng, canh tim nó quýnh. Có quỷ có chim là hổn nhất thôi. Ừ, hổn lắm. Cái chim nó mém hốt cái cần em mấy lần. Câu cái cần chút nhí đâu mà hồ có cá chim á mà nhờ để về hồ thấy cái phao ngã ra trời ra ngoài luôn, đi ngang gặp dây lại cắn à. Đúng rồi. Cá ăn mất phao rồi nữa các bạn. Lụm không? Ý dính rồi. Từ từ đừng có nảy, bắt cái này đừng có nảy. Cái này nảy xúc rồi. Kéo từ từ. Ok. Đi thì bắt Bi còn lo lánh liên quân. 2 giờ cá hôm tôi đây. Dính rồi nha các bạn. Dính luôn. Đừng có hút dây nha ông nội. Vô. Rồi con này chút ép. Đưa qua anh đây nè. Gạo này. Ôi, em chuyên nghiệp mà. Gạo lên luôn hả? Vừa móc giỏng rồi, gạo lên luôn. So nhỏ luôn, so nhỏ sát rồi càng trước rồi, gạo lên. Nhắc cái đầu lên trước rồi nó dở. Đúng rồi, rồi gạo cái một lên luôn. Tuyệt vời. Vừa nha các bạn. Cuối cùng mình cũng dính cá. Cỡ cá lên. Cái này để mình đi. Chết tôi rồi. Tuyệt vời. Đã liên minh thua rồi, chết tôi rồi. Ủa, cầm này phao đâu rồi. Quải. Đã đặt nó nằm ngang, ôm nó xuống. Ừ, đem anh. Rồi. Cái vỏ gì đó, không sống này, chút em về nè Linh. Thôi, rồi đi. Linh, tưởng có kinh rồi mà chưa có kinh. Rồi. Thôi đi. Chặn cái đầu, gỡ cái đít. Nãy chặn cái đít, gỡ cái đầu.
Rồi, đẩy ra. Rồi, ok. Rồi, cất nó vô vỏ nữa đi. Mình thải ở đâu ngoài có cái vỏ đó. Mình lấy thùng nhựa lên cột vô thải chứ. Cái vỏ đâu. Được rồi, bên có cá nha các bạn. Cái con này đi lì đi lì lì sướng quá ha. Nè, các bạn thấy gì không? Đây có cây me nè. Bắn cho chúng coi nào. Giờ hái không được lấy đá bắn nữa các bạn. Bắn cho chúng nha, xuống cho ăn nha. Có cái cú chút xíu rồi. Đâu anh? Đâu, 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 đâu. Đâu anh? Thấy chưa? Thấy cái bụp mà mất kêu rồi. Để mấy ông bắn me cho ăn. Rớt đạn đầu em nè. Ừ, bắn. Nó nằm theo chùm. Nó nằm từng trái, bắn khó. Nó dài lắm. Thôi, làm lại. Bắn cái nữa nó rụng mà gần rớt rồi đó. Mình mà bắn không được là mình chuyển qua hái. Lấy cây hái. Đấy, bây giờ cá không có thì Tâm leo hái me ăn đỡ. Bởi vậy bắn đâu có rớt đâu. Một trái nha bà. Còn một trái được rồi Linh. Một trái mình có cách ăn theo kiểu một trái. Anh có muối mì đặng kìa. Ủa, trái hư muốn hả? Hư bà ơi. Không phải hư mà nó dốt. Mẹ dốt. Ngon. Dốt hết trơn rồi, quá trời. Dốt. Dốt hết rồi. Rung người luôn á. Thôi để anh hái trái chanh cho ăn. Ăn với muối nó mới ngon. Mê trên đây quá trời nữa bà. Chua quá bà coi. Chua quá trời nách. Cần gì leo đâu xa Linh. Đây nè. Ngay đi luôn. Ôi cao quá giờ sao hái ta. Cao. Đây giả bộ đưa kéo gắt nữa. Ê cái này đúng dốt luôn á. Dốt đâu dốt. Nó lột được đó. Dốt sơ sơ. Đúng rồi. Chỉ cho cách phân biệt me dốt với me không dốt nè. Cạo lớp vỏ nó nè. Thấy nếu mà còn xanh là nó chưa dốt mà nó nâu nâu vậy là nó dốt rồi nè. Dốt rồi. Kinh nghiệm luôn. Kia chuyên gia leo cây me ngồi cạo. Có thể cạo mà trái nào mà cạo không ra là bóc ăn, còn trái nó mà cạo mà nó xanh nó để lại. Ôi me quá trời luôn. Đây mát ghê ha. Ăn me. U. Me dốt. Này các bạn. Này mọi người nha. Trời ơi. Trái này bao dốt. Hình trái me vậy chết rồi. Cạo không ra hay không? Không ra bô bao dốt rồi. Ung me giờ chín hết rồi ha. Kinh nghiệm đóng me mà. Ngon đấy. Ngọt không? Ngọt. Nó ngọt nhăn mặt luôn. Ngọt té đái luôn. Cái này cũng ăn được rồi. Hai mấy trái xanh xanh đi lên lại chấm muối ăn nè. Cái này cũng ăn được rồi. Cái này nó đọt. Cái đọt ha. Đọt me ăn được. Nó chua chua. Chua. Như có người nấu canh đó. Ăn me thèm thiệt chứ. Đừng được rồi. Cái gì cũng ăn. Chảy hết nước miếng rồi. Nó đọc me chua 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 chua. Để làm sao hái được mấy trái này nè. Quá trời đây nè. Cao quá hả? Ừ. Để kiếm cây hái. Nguyên cây me luôn. Đây nè. Em đu cái cành này là kéo cái cây có chùm nó xuống được á. Đó. Đó đúng á. Cá không ăn thì mình hái me nha các bạn. Đó. Đưa tay kéo xuống xíu nữa. Rồi lấy tay giữ cái đó luôn. Ừ. Hai mấy trái đi. Dài nhách à. Rồi hai trái bên kia luôn nha. Dốt nữa hả? Hai trái xanh á. Rồi mẹ dốt nữa các bạn. Nó xé hết rồi. Trái này xanh á ông nội ơi. Ôi chảy hết nước miếng luôn á. Dốt luôn rồi. Dốt luôn. Kiếm trái nào khô khô á, kiếm mấy trái dốt làm cái gì? Đó, vẽ hai trái đó đi. Hai trái đó mà dốt thì xuống ăn luôn, vẽ cuốn luôn. Dốt. Dốt luôn hả? Thôi đi xuống đi. Không có trái này nè, trái này không dốt nè. Ok, trái này khô nè các bạn. Trái này dốt. Ừ, trái này dốt đúng không? Bẻ me. Mẹ dốt chứ mẹ khô. Không, bẻ me có kinh nghiệm đây.
Này có cây Likima nữa này, có trái luôn nè các bạn. Thấy không? Hôm sau có trái hường. Ừ. Nè, trái này không dốt nè. Hôm sau có trái hường ra quay ăn cho các bạn coi. Cái này nó còn xanh quá. Ăn bao ngon. Đây nè. Trái này gần nè, để quay cho các bạn coi nè. Likima chỉ dối xấu đó. Thấy không? À. Dưới đây là vực sâu nha, té ăn cám luôn á. Rồi Linh, nhiêu đủ rồi, mày hái mày có ăn hết đâu mà. Rồi vậy rồi, xuống đi. Nè bạn, hái được nhiêu đây? Mê xanh có, mê dốt có, mê chín có luôn. Tới tiếng một ăn mê dốt nha. Tiếng một ăn mê dốt nha các bạn. Thanh niên. Đây giờ tới mình. Nè các bạn thấy gì không? Này là muối thần thánh luôn á nha. Anh Tâm hướng dẫn. Mì gói Doraemon. Im. Me mà đi muối hảo hảo còn gì nữa trời. Nè chỉ cho các bạn cách phân biệt mê dốt nha. Không, trái này. Có trái này. Xanh không? Thấy có xanh không? Cái này hơi hơi ấy rồi, hơi hơi nâu rồi. Hơi nâu, bẻ ra là dốt nè các bạn. Dốt bột nè. Miễn sao mà không còn xanh nữa là dốt rồi. Dốt như trái này là ấy nè. Đó, cạo ra mà còn xanh vậy là nó me xanh nè. Đó, me này còn khôn nha. Còn me này là dốt rồi. Trái nãy là dốt rồi. Càng già càng ngu. Trái này là còn khôn nè. Nhìn ở dưới này nè, giờ mình biết trái nào dốt, cái nào ấy. Nè, giống như trái xanh. Xanh là nó còn ấy nè. Giật dữ bây. Ăn me thôi mà giật dữ hả? Ăn muối đỡ nè. Ăn muối đỡ nè bây. Kiếm cái lá bự bự bộ muối cho các bạn coi nè. À này đi. À cái mít này cũng có ấy nè, giấy mít nè. Ơi đi câu mà phong phú quá ta. Má này cũng đã lá phù đi liền. Đi đâu? Ăn này xong nước đá nữa. Ủa anh nghĩa nhanh vậy? Xong luôn hả? Rồi chết. Đây. Em lột trái me cho bạn coi nè. Cái này còn xanh. Ngày ông nào lừa lột vỏ là cào vậy là ăn luôn nha các bạn. Đâu để ăn bột luôn chứ gì đâu. Trái đó còn xanh. Rửa, ai thích thì rửa. Ngày trái của anh Nghĩa mới thả nè. Cái mê dốt nè các bạn. Coi Nghĩa lẫm nè. Trời ơi. Trời ơi. Qua đã. Mở là cái mê cái xà đó. Mê dốt. Tới bình nha. Nè các bạn. Chết rồi. À, tới nóc rồi. Cái thành nó chua lắm. Mê dốt nãy em đưa anh nó ăn nó đỡ hơn. Mình có muối ngon. Không sao, chua nhưng mà ngon nha các bạn. Clep. Đâu. Xa lắm. Mình chứ sống không hả? Tới chì. Này già mới đã nè. Làm thế nào mà nó chua là nhai luôn hộp luôn. Bên nóc rồi. Tới gì? Anh chị ăn chua kém nè. Này mới đã nè. Quốc luôn cái hồ ba anh. Chát không? Dễ lắm, mấy chua mấy trái mới ngon. Chua chắc chấm. À. Ăn được cái cắn mà không ngon. Này đúng trở về tuổi thơ luôn nha các bạn. Lâu lắm được ăn lại này. Ngon không? Chua chát mới ngon. Nước nát luôn. Để bao Linh review cho các bạn coi nha. Linh, lấy trái mới review cho các bạn coi đi. Trái xanh đó. Này êm quá ha. Con nhà nghề ăn me có khác. Anh ăn khúc té đái rồi. Mua nha các bạn.
Cho mạnh vô nữa ý. Hết là hết dính rồi. Đưa là chơi. Ăn mà mặt tỉnh bơ luôn kìa. Này ăn chua hay thiệt chứ. Có bầu. Vợ sắp có bầu. Vợ sắp có bầu à. Rồi dính cá nữa nha các bạn. Ăn me xong dính cá nữa. Em nước này em gió là nó ăn. Nhỏ hay bự vậy? Nó đi ghê. Nhỏ mà. Qua đây qua đây qua đây qua đây. Rồi hút cái dây luôn rồi. Qua đây đi. Qua đây kéo nè. Ô con này trọng quá. Quay kéo nè. Đúng rồi, qua bên đó đi. Dướng vô cái cãi nó lo lên luôn đi. Lo luôn đi. Lo lên dở. Không có xúc đâu, cái này dở lên luôn. Này dỡ lên luôn. Khỏi đi. Lỡ rồi. Đưa gì nữa. Sao đưa qua ông Bi đi cho ông. Dướng vậy rồi, dướng vậy lưng. Dỡ luôn, không xúc đâu. Chắc anh quay cái đó luôn anh Nghĩa ơi. Rồi sao vô. Nó nhỡ lắm nhỡ. Đây đây nè. Lên. Thêm một con nữa nha các bạn. Đây đây luôn. Gối dêm luôn mày. Gối lùm la. Đừng có nhảy mà. À, cầu mà thấy nó móc giỏng vậy là dở thôi. Linh lý thăng lên. Các bạn. Con mẹ bò nữa. Mẹ hoa. Không có con nào bò. Có cái thằng bị căng bệnh mà. Mẹ hoa. Gỡ cái thẻo ra luôn. Gỡ cái bà đi. Đây cái khăn đây, từ 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 cứ bình tĩnh. Im im làm cái ọt à. Anh gỡ ngay vây nó trước. Gỡ cái dây phía sau đuôi nó. Để cái đó gỡ theo trước tính. Từ nghe, nó dễ dính tay anh á. Rồi. Chưa. Ngu. Rồi. Quá êm. Để mình gỡ cái này nha các bạn. Năm con. Đi lên không rộng nó xuống dưới. Xuống dưới không nó chết á. Các bạn, 5 con rồi nha. Con vô vô tầm ký. Cá mè một lứa mà. Ngồi đánh mồi chờ tiếp nha các bạn. Mè cũng ăn rồi, nước cũng uống rồi. Thuốc cũng hút hết thuốc cá rồi. Cá cũng dính luôn rồi. Cá cũng bắt rồi, cơm cũng ăn rồi. Giờ rồi, không gió chơi. Mém nắng rồi đó. Vô. 3 giờ rồi. Vô anh em ha. Cuộc sống mà. Rồi vô. Rồi anh em mình kết thúc buổi câu đây nha các bạn. Anh em gom cần hết rồi. Anh em gom cần đi về hết. Cá đây. Cá này nè. Ít quá. 6 7 con gì nha các bạn. 6 con. Con cỡ ký mấy. Cá vô vô con ký mấy không các bạn. Rồi nếu mọi người thấy hay like giùm mình nha.